Và hôm nay là ngày 1 tháng... Ủa không, không, mình nhầm. Hôm nay là ngày 2 tháng 9, là ngày lễ Quốc khánh ở Việt Nam. Và có một điều đáng buồn là không như chúng ta kỳ vọng thì những cái nón Pandora Việt như thế này á, của Việt Nam nó sẽ không ra rồi. Tại vì đến ngày hôm nay mà mình vẫn chưa thấy. Có thể là ở bên nước ngoài là nó sẽ trễ hơn một ngày so với thời điểm của Việt Nam. Nhưng mà tới thời điểm này thì mình cảm thấy là cái hy vọng, cái kỳ vọng của mình vào cái nón Pandora Việt Nam gần như tụt xuống là còn chắc 0.1% tia hy vọng. Ơi, hôm sau thì nếu mà Roblox nó không ra cái đó miễn phí thì thôi kệ, chứ sao bây giờ mình cũng đâu có thể thay đổi được điều gì. Một phần là cộng đồng Roblox ở Việt Nam á khá là ít, cho nên là không đủ, chắc là không đủ nổi bật để mà Roblox biết đến. Bên cạnh đó thì Roblox có ra được rất nhiều vật phẩm mới trong ngày hôm qua và ngày hôm nay. Thì mình bữa hổm là mình có dự đoán với các bạn, đó chính là cái mấy cái cục may may này nè, là nó giống như trong cái bộ phim Yokai gì thì nó đã ra rồi, giá 50 đó bút, cũng rẻ cho nên là mình đã mua nó rồi. Và kết hợp với cái office, cái body đồ thoa này nữa thì quá là hợp luôn. Các bạn có thấy hợp không? Mình là mình cảm thấy rất là tâm đắc với cái office này luôn á. Và hình như là cái cục này nè, cái cục tím bay bay này nè, trong vào trong game nó có một cái hiệu ứng thì phải. Để bây giờ mình để mình vào game thử coi nó có hiệu ứng gì không cả nhà. Mình thì mình có vào cái trong game của mình nha, còn không biết những cái game khác thì nó có hiệu ứng không. Sao mà cái game của mình nó không có hiệu ứng, nhưng mà có một cái điểm như thế này là cái bộ trang phục mình đang mặc á, sao nó lùn lùn nhìn cute hay kiểu gì á. Này các bạn nhìn đi, nó đứng chạy mắc cười lắm kìa mà. Vậy lôi nhôi như con dòi. Sao không biết cái game mình, chắc tại cái game mình không tiếp nhận được cái hiệu ứng từ cái cục tím bay bay này hay sao á. Chui vô. Ai vậy? Nhìn thấy cưng quá à, cái bộ đồ này nhìn thấy cưng quá à. Cái game mình hồi trước cái đồ quả nó rất là nặng nên là vào nó rất là lắc. Thì mình có kêu nút chỉnh lại, thằng nút này chỉnh lại thì nhìn nó không có gọi là không có ảo diệu được, nhưng mà bất lắc rồi. Đây là cái skin rồi. Ủa sao nó nhỏ xíu vậy? So với cái con người thật thì nó hơi nhỏ nha. Nhưng mà cái này nhìn thấy cute quá à. Cute quá mấy má ơi. Cái mấy cục tím này mình cũng rất là thích luôn á. Và trong cái Discord mình thấy là có nhiều bạn đã mua cái này rồi. Đó. Cute quá. Để coi có ra nhiều lắm, có giảm giá nữa. Rồi có cái gì ta? Cái mắt kính che con mắt hình cái nút quá, cái cúc áo giá 25 rupee thì phải á, thì có nó là màu đỏ và là màu trắng. Thì có gì mình sẽ chèn hình cho các bạn xem trong xuyên suốt các video mà mình nói á. Tanh, giờ mình thử mấy cái emo này xài được không ta. Trời ơi cu te quá à, má ơi cu te dễ sợ luôn. Cái không biết cái bữa mình có ẹt vào không ta, không biết có ẹt không. Trời cu te quá, cu te phù mai que. Mình không có ẹt cái mình không có thêm vào mấy cái emo mới hôm bữa. Có mấy cái cơ bản hả. Ủa, nhưng mà nhìn thấy cưng quá. À tự nhiên bây giờ mình mới sực nhớ ra là cái commando á, cái commando mà hôm bữa mình dự đoán thì mình cũng không có dự đoán nhiều, tại vì mình cũng biết commando nên là mình không có kỳ vọng vào nó. Thì nó đã ra với giá 1.000 rupee rồi. Sao mà mình thấy rất là lâu rồi nó không ra limited U nha. Thì trong cái video hồi trước mình có phỏng đoán không biết cái đó có bị khai tử hay không. Thì cũng có nhiều bạn bảo là cho cái thời gian này Roblox đang tập trung vào cái việc sản xuất qua những cái vật phẩm trap á. Ngoài Roblox ra thì trap có thể cập nhật vật phẩm á. Thì chắc là do tập trung cái đó là chưa có ra được những cái vật phẩm limited U. Thì cũng mình rất là mong chờ, nhưng mà mấy tháng nay chưa có, không biết sao luôn. Nói mình thì mình quay cái video này mình chỉ nói chủ yếu là về cái Fedora Việt Nam nó chưa có ra. Mà mình cũng nghĩ các bạn không cần hy vọng nhiều đâu. Có gì thì mình sẽ
tương lai sắp tới thì mình nghĩ là Roblox nó sẽ ra những cái vật phẩm miễn phí khác dành cho Halloween. Halloween thuộc cuối tháng 10 hay cuối tháng 11 gì á. Video của mình tới đây được rồi nha. Cảm ơn mọi người đã xem. Và có những cập nhật gì mới mình vẫn sẽ làm video tiếp theo. Và nhớ bấm thích và đăng ký kênh của mình nha. Bye bye mọi người.